Sáng nay ngày 1 tháng 10, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng Đồng Nai đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Tấn Phát, 29 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, bị nước cuốn trôi xuống suối săn máu trong lúc đi qua cầu tối ngày 30 tháng 9. Lúc này, do mưa lớn, nước suối dâng cao ngập qua cầu đã cuốn cả người và xe máy xuống suối. Theo đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, một số người dân địa phương phát hiện một thi thể dạt vào bờ sông Cái, đoạn thuộc khu phố 6 phường Tân Mai, cách hiện trường nơi xảy ra vụ việc khoảng 6 km về phía hạ nguồn suối săn máu. Trên người nạn nhân còn mặc quần áo và đội mũ bảo hiểm trên đầu. Đến khoảng 7 giờ 30, thi thể của nạn nhân được bàn giao cho người thân đưa về nhà lo hậu sự.